Khu vực thành phố Lai Châu, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ, độ ẩm từ 79 đến 97%. Khu vực Mường Tè, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Khu vực Sìn Hồ, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm từ 80 đến 90%. Khu vực Than Uyên, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm từ 75 đến 97%. Khu vực Nậm Nhùn, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Khu vực Tam Đường, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm từ 75 đến 97%. Khu vực Tân Uyên, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ, độ ẩm từ 75 đến 97%. Khu vực Phong Thổ, mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to, ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%.